Xin chào anh em, lâu lắm mới làm một clip bóc hộp. Thì gần đây mình chỉ toàn làm những cái clip mà hướng dẫn anh em cách cài đặt phần mềm cũng như hướng dẫn chọn mua. Nhưng mà lần này thì thấy về con này cũng hay. Bởi vì là con này trước khi ra mắt được nhận được rất là nhiều lời đồn, như là điện thoại có camera bên trong màn hình hay là gì ấy. Rất là nhiều và rất là nhiều anh em quan tâm. Thì đây là một chiếc điện thoại mới ra mắt của Vsmart nhé. Nhưng mà mình phải đính chính lại, đây chỉ là chiếc Iris thôi. Chiếc một camera trong màn hình là chiếc Iris Pro ấy. Thì nhờ anh em bóc hộp rồi. Nhưng mà hôm nay thì nó về, bên mình về tương đối nhiều hàng, rất là nhiều hàng. Và bên mình bán máy này tất nhiên là sẽ là rẻ nhất rồi. Đó, cái đấy là mình phải khẳng định nhá. Để biết chi tiết về giá sản phẩm này thì anh em vào đường link mm.vn ấy, mình để dưới mô tả để xem nhá. Còn đây là một sản phẩm màu xanh lục cực quang. Ở trên mạng thì mình chỉ thấy anh em mở hộp màu đen thôi. Nhưng mà lần này thì mình về hàng nhiều thì mình sẽ cứ thử mở một cái màu xanh lục ra cho anh em xem như thế nào. Đúng không? Đấy, để cho nó có đa dạng hơn để cho anh em tham khảo, chứ còn màu đen thì nhiều anh em nhìn rồi. Đây là một sản phẩm nguyên siêu nhá. Đây, ở bên hộp ngoài thì anh em nhìn này. Đây là một chiếc hộp màu xanh và cái màu xanh lục cực quang nó sẽ như thế này nhá. Nó như là cái biểu tượng là in ở trên hộp của chiếc Vsmart Iris này. Đó. Thì thông tin chi tiết sản phẩm này, đây là phiên bản 6GB RAM, bộ trong 64GB. Nhìn sơ qua thì chúng ta biết được là sản phẩm này là có hai sim rồi, bởi vì có IMEI 1, IMEI 2 ở đây. Đây anh em nhìn thấy nhá, màu lục cực quang này. Đó, đây là tên model sản phẩm này. Bộ nhớ khả thông dụng thì nhà sản xuất người ta cũng khuyến cáo là phụ thuộc vào cái phần mềm mới được cài sẵn trên máy rồi, đúng không? Thiết này bị giới hạn chỉ sử dụng trong nhà khi kích hoạt ở giải tầng này. Cái này không hiểu là như thế nào. Đó, bị giới hạn chỉ sử dụng trong nhà khi được kích hoạt động ở giải tầng. Cái này thì em nào mà biết về thông số kỹ thuật thì có thể comment bên dưới cho mọi người cùng xem nha, mình không hiểu cái này lắm. Đây mặt đằng sau nhá. Mặt đằng sau thì ghi hoàn toàn bằng tiếng Việt thôi. Đó, là công ty cổ phần sản xuất cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vsmart này. Đó. Đây mọi quyền được bảo lưu bởi Qualcomm Snapdragon. Ở đây, đây là sản phẩm sử dụng chip Snapdragon nhá. Cụ thể hơn nó là 730. Đó anh em nhìn không? Snapdragon 730 này, sản xuất tại Việt Nam ở đây. Sản phẩm này sẽ được sản xuất tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ngày trước thì Vsmart có nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, thì bọn mình ở Hải Phòng mà. Nhưng mà lần này thì đã được sản xuất tại trên Hà Nội rồi. Thế nên là ngày xưa sản xuất ở Hải Phòng thì bao giờ mình về sớm lắm. Nhưng bây giờ Hà Nội thì mình sẽ về sau anh em Hà Nội. Đó là điều đương nhiên đúng không? Đấy nhá. Thì thông số chi tiết thì sản xuất năm 2020 rồi. Màn hình AMOLED 6.39 inch, Full HD cộng, giọt nước. Đó anh em có thể nhìn thấy giọt nước, cái chỗ giọt nước đấy đó là cái camera ấy, chứ không phải là camera nằm trên màn. Còn cái sản phẩm camera nằm trên màn nó sẽ là Iris Pro. Và đâu tầm khoảng vài hôm nữa mình sẽ về ấy, thì mình sẽ mở hộp tiếp cho anh em xem. Đó. Để theo dõi thì anh em cứ subscribe YouTube nha, để chờ cái sản phẩm đấy để anh em cùng xem. Hy vọng là sẽ là sớm nhất. Nói vui vậy thôi. Đây là Qualcomm Snapdragon 730 này. Camera trước của nó là 20 megapixel, camera sau là 64, 8, 8 và 2, có nghĩa là 4 camera ấy. Đây trong hộp thì có thân máy này, sạc này, cáp này, USB này, dụng cụ lấy sim này, tai nghe này, ốp lưng này, sách sử dụng này, thẻ bảo hành này, miếng dán bảo vệ chống virus này. Hả? Miếng dán bảo vệ chống virus à? Đây có cả thể loại đấy cả. Ok thì bây giờ mình sẽ mở nó nhá. Đây là một sản phẩm nguyên siêu nhá. Đó anh em nhìn thấy không? Đây là sản phẩm nguyên siêu này. Đây là siêu của nhà sản xuất đồng hàng ấy. Đây mình sẽ mở nhá. Ok. Rồi, một chiếc màu xanh lạ mắt. Bởi vì là trên mạng là chưa anh em nào mở hộp màu xanh, bây giờ mình sẽ mở. Đấy nhá, thì khi mở hộp ra ấy, thì đây là sản phẩm máy điện thoại của chúng ta nhá. Còn bên trong này này, ở trên hộp rất nhiều anh em sót cái này. Nhiều khách hàng bên mình mua hàng mình để nguyên siêu và về nhà mở ra hỏi tại sao không ốp lưng, thì thực ra nó nằm ở trên này nhưng mọi người không để ý nhá. Đặt nó xuống đây này, nó làm chặt lắm, khó xuống lắm, thôi cạy ra được. Đây mở ra được này. Đây nó có một cái lẫy để kéo ra nhá. Đấy nhá, thì bên trong có một cái đọc sim này. Đây nó sẽ có một ốp lưng. Đây là miếng dán bảo vệ chống virus, chống virus Corona. Thực ra là miếng dán bảo màn hình mà, nó chỉ là miếng dán bảo màn hình mà, sao lại gọi là miếng dán bảo vệ chống virus nhỉ? Sao nó ghi là miếng dán bảo vệ chống virus nhỉ? Miếng dán này á? Chống kiểu gì? À có nghĩa là người bị corona sờ đây nó sẽ không bán được virus đây đúng không? À thế à? Thấy ở trên hộp ghi là miếng dán bảo vệ chống virus. Vsmart người ta khá nhanh nhẹn trong vấn đề này, cảm giác rất là an toàn đúng không? Đây một miếng dán màn hình bình thường bằng ni lông thôi, một chiếc ốp lưng silicone nhá. Bên trong này sẽ có hướng dẫn sử dụng nhanh này. Đó bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Anh này, một thẻ bảo hành này. Thực ra là cái này bảo hành điện tử rồi, cái thẻ bảo hành chỉ là màu thôi. Anh em kích hoạt bảo hành.
bật điện thoại lên kết nối mạng, dùng một thời gian nó sẽ tự động kích hoạt bảo hành, và vấn đề gì đó thì sẽ đem ra Vsmart để bảo hành, hoặc là có thể gửi qua bên mình sẽ gửi ra Vsmart nhé. Vấn đề là bảo hành chiếc máy này trong vòng 18 tháng cơ, một trong 101 ngày là anh em hoàn toàn yên tâm. Đó, đây là chiếc máy này anh em nhìn nhá, một chiếc máy màu xanh, à rồi giấu cái màu xanh đi chứ nhỉ. Đó, để xem cái này trước này. Đó, nấp vào đây nhá. Cùng xem phụ kiện trước thì theo máy sẽ có một chiếc sạc là sạc nhanh 3.0. Đó, anh em có thể nhìn sạc nhanh 3.0 nhá. Đó, cổng kết nối là USB-A. Có dòng ra là 5V 3.0 15W này, 9V 2.0 18W này và 12V 1.5 18W. Có nghĩa là sạc này là sạc nhanh 3.0 18W luôn anh em nhá, như sạc của Apple ấy. Đó. Kèm theo nữa là nó sẽ có một cái cổng dây cáp USB-C. Anh em nhìn nhá. Này, sản phẩm này Apple. Sản phẩm này của Vsmart này. Đó, gia công rất kém, cực kém luôn, phần nhựa thừa này. Đó, mình cắt cho tôi xem thử. Như sản phẩm giá trị mà mấy như này mà gia công kém quá. Đó, cái này bên trên này. Đó, anh em nhìn đâu, rất là nhiều nhựa thừa luôn, gia công rất kém. Đây, bên trong cổng thì màu hơi ngả vàng, màu vàng vàng, cổng USB-C. Đây, anh em nhìn nhá, rất là nhiều nhựa thừa luôn này. Đây này, đó. Thấy gia công rất kém, không ăn được cái dây sạc mà người ta làm fake của Samsung ấy, còn đẹp hơn cái dây này. Ok, không quan tâm nhá, đây là sản xuất tại Việt Nam này. Đó, anh em nhìn nhá, sản xuất tại Việt Nam này, không hiểu sao những cái cáp này có thêm một thứ ngôn ngữ khác ở đây. Đó, tiếp nữa là một chiếc tai nghe, không biết là gia công thế nào. Tai nghe này thì cũng quen thuộc rồi, nó bằng dây dù, cũng tương đối là xịn, bó rất chặt đây, có sản xuất tại Việt Nam luôn anh em nhá, hoàn toàn là sản xuất tại Việt Nam hết. Ok, bây giờ đến máy nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn này, trên mặt máy sẽ có một cái lớp seal. Bóc cái lớp này ra thì bên trong nó không có miếng dán hình sẵn theo máy, mà nó có tặng miếng dán kia chúng ta tự dán. Đó, thì các bạn mà mua máy ở trực tiếp tại shop bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn dán. Còn nếu các bạn mua về tự dán thì cũng tương đối là khó, bởi vì đây là một miếng ni lông thì dán tương đối là khó đấy. Đấy nhá. Cùng xem thì nó có ở trên này nó ghi là Iris này, Vsmart Iris này, và có chip bảo mật lượng tử. Cái này thì mình không hiểu lắm nó là cái gì. Màn hình là AMOLED 6.39 inch. Đó, Full HD cộng, bộ 4 camera AI. Đó, camera hỗ trợ AI nhá, 64MP là camera cao nhất này. Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 730. Thiết kế kim loại nguyên khối. Đó, viền bằng kim loại rất là khủng khiếp luôn. Đó, bây giờ nhá, cùng xem màu xanh. Đó, anh em nhìn màu xanh, đây là màu xanh lục cực quang. Mình cũng hy vọng nó bóng hơn. Nhưng mà nó hơi có cái gì đó nó sần sần. Cảm tưởng như đây không phải là kim loại rồi, nhưng mà cảm tưởng nó rất giống kim loại, cái miếng này. Giống như là miếng nhôm mà được phun sơn ấy, anh em cảm tưởng như vậy, chứ nó không bóng như là miếng kính như những sản phẩm khác. Đó, anh em nhìn nha, rất là đẹp ở đây. Thì sản phẩm này đứng sau lưng nó sẽ không in thông tin ở trên này nữa, mà nó chỉ chữ Vsmart thôi, tương tự như sản phẩm của Apple ấy, tương tự như sản phẩm của iPhone ấy, là nó sẽ không in thông tin những cái thông tin về modem cũng như là số email trên này, mà nó chỉ có chữ Vsmart và logo ở trên này. Đó, đây là đèn flash nha. Cái này thì nhiều người review lắm rồi, cho nên là mình không còn nói nhiều nữa, mình chỉ mở hộp cho anh em xem thử thôi. Đây, mở hộp nhanh để cho anh em xem thử cho nó vui thôi. Tại vì là rất là nhiều anh em mở hộp sản phẩm này rồi và đánh giá sản phẩm rồi, anh em có thể lên trên mạng anh em xem nhé, lên YouTube xem, nhiều người đánh giá sản phẩm rồi. Nhưng mà chủ yếu là anh em bóc cái sản phẩm màu đen thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ về rất là nhiều hàng, mình bóc thử cho anh em xem có sản phẩm màu xanh ngọc lục bảo này xem là như thế nào, đúng không? Đó. Thì đây là sản phẩm có cái màn hình giọt nước nhá, anh em thử xem nhá. Đây là màn hình giọt nước này. Đây, thì camera nó nằm ở trên này. Đấy, chứ nó không phải là màn hình camera ẩn trong màn đâu nhá. Và anh em thể nhìn chất liệu gia công của sản phẩm này thì camera nằm hơi lệch một chút, nó không được cân đối lắm đâu. Đó, sản phẩm này thì có giá là rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu một chút thì phải, hơn 6 triệu một chút nhá. Để biết chi tiết và cũng như là giá khuyến mại chuẩn nhất thì anh em có thể vào đường link mình để dưới mô tả là hay là trong fmm.vn bên mình ấy, thì bên mình sẽ có cái sản phẩm cái giá sản phẩm chi tiết về sản phẩm này cũng như là chương trình khuyến mại. Thì giá bên mình bao giờ mình cũng cố gắng để giá mức giá tốt nhất để cho anh em được tiếp cận mức dễ nhất và ủng hộ mình. Đó, thì đơn giản ngày hôm nay thì mình chỉ làm clip mở hộp nhanh cái sản phẩm màu xanh lạ mắt này cho anh em xem thôi. Đó, còn về chi tiết đánh giá thì anh em lên trên mạng xem, bởi vì bản thân mình cũng không phải là người chuyên gia đánh giá sản phẩm này, thế là mình có đánh giá thì anh em chê nhiều lắm, thế là mình không dám đánh giá, không dám vượt qua những bậc tiền bối, những người mà có kinh nghiệm về đánh giá sản phẩm. Mình chỉ mở hộp để cho anh em xem sơ sơ thôi. Đó, các anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.